Là chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một ví dụ tiếp theo để tiếp tục tìm hiểu về các bộ từ truy cập ở trong Java. Thì trong nội dung của bài hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn về một cái bộ từ truy cập thứ ba ở trong Java, đó là protect, đó là public. Public có nghĩa là công cộng. Đây là một cái bộ từ truy cập, trong đó chúng ta thiết lập cái mức truy cập là rộng nhất, và những thành phần nào của lớp và có khai báo là public thì nó có thể được truy cập bởi tất cả những lớp khác. Và thông thường public được sử dụng khi mà chúng ta muốn là khai báo những thành phần nào của lớp mà chúng ta muốn là dùng để cho các lớp khác nó sử dụng, nó gọi đến, thì chúng ta dùng là public. Thì để cho rõ ràng hơn thì ở trong ví dụ này ấy, tôi sẽ tạo ra một lớp có tên là Logger. Tôi sẽ đặt là Logger 1 vì cái package này nó có một lớp Logger rồi. Trong lớp này tôi có một cái thuộc tính là debug level. Tôi chủ động gán cho nó giá trị bằng 1. Và có hai phương thức là debug và import. Trong hai phương thức này đều có một cái tham số có tên là logline, và chúng ta sẽ in ra giá trị của cái tham số logline này. Và tiếp theo ấy là tôi sẽ tạo ra một cái lớp khác. Ở đây tôi tạo ra một lớp có tên là loggerimp. Đây là một lớp chứa phương thức main. Logger IMP. Đó. Các bạn để ý thấy nhé, ở đây tôi đã cố tình để cho hai cái lớp này thuộc hai package khác nhau. Lớp Logger 1 thuộc package 1, lớp Logger IMP thuộc package demo OOP. Đích là để chúng ta thể hiện là cái phạm vi truy cập. Trong phương thức main thì tôi khởi tạo đối tượng của lớp Logger 1. Logger bằng new logger 1. Đó. Thì trình biên dịch sẽ yêu cầu chúng ta phải import, bởi lẽ là đây là hai lớp thuộc hai package khác nhau. Vì vậy cho nên các bạn phải import. Sau đó chúng ta sẽ gọi phương thức. Chúng ta gọi debug. Chúng ta truyền vào. Đó, debug level. Ở đây chúng ta có thể thấy là gì ạ? Chúng ta đã truy cập đến cái thuộc tính là debug level của cái đối tượng logger. Vì sao ở lớp logger implement này chúng ta lại truy cập được đến cái thuộc tính debug level? Bởi lẽ chúng ta hình dung là thuộc tính debug level này chúng ta đã để cái mức truy cập của nó là public, có nghĩa là nó có thể truy cập được ở bất cứ một cái lớp nào.
Đúng không ạ? Sau đó chúng ta sẽ gán lại giá trị cho nó. Debug level, đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ chạy chương trình. Trong cái dòng lệnh thứ 22 này là chúng ta đang gán lại cái giá trị debug level trở thành là 5 và chúng ta in ra. Thì như vậy chúng ta có thể thấy là gì ạ? Ở trong chương trình này ấy, là chúng ta đã in ra cái giá trị của cái thuộc tính là debug level trở thành một cái giá trị là bằng 5, đúng không ạ? Và sau đó là chúng ta đã truy cập đến đấy, thì như vậy chúng ta có thể thấy là mức truy cập đến các thành phần public rất là rộng và chúng ta có thể truy cập đến bất cứ một cái thành phần nào, đúng không ạ? Để cho rõ hơn nhé, thì mình nói thêm ở trong lớp cái lớp mà Looker này. Giả sử các bạn khai báo thêm một thuộc tính nữa. Đấy, ví dụ như các bạn đặt ở đây là ID đó, bằng 20. Sau đó khi mà trong cái lớp Looker Implement này, khi mà các bạn muốn truy cập đến thuộc tính ID, các bạn chú ý là ID ở đây tôi không khai báo một cái bộ thuộc truy cập nào. Như vậy mức truy cập của nó sẽ là default, đúng không ạ? Khi mà các bạn gắn, các bạn truy cập đến này, đó, ID, các bạn để ý thấy là NetBeans không hề nó sổ ra cái ID nào cả. ID bằng, nếu các bạn cố tình các bạn gán ra ví dụ bằng 50 chẳng hạn, lập tức các bạn thấy là nó sẽ báo lỗi, đúng không? Báo lỗi ở đây tức là gì? ID not public in Looker 1, cannot access from outside packet. Có nghĩa là cái thuộc tính ID này không phải là public và không thể truy cập được bởi các lớp trong ngoài packet. Chúng ta nhớ là hôm trước chúng ta cái bài lần trước chúng ta đã tìm hiểu là default là một cái mức truy cập là có chỉ truy cập được bởi các lớp trong cùng gói thôi, còn ra ngoài gói là default không truy cập được. Nhận thì cũng trước khi kết thúc thì cũng muốn khuyên các bạn là hãy cố gắng thực hành thật nhiều và chỉ có thể trải qua cái quá trình kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, lý thuyết để các bạn hiểu nguyên lý và thực hành để các bạn nắm sâu nhớ lâu thì các bạn mới có thể thành thạo được. Càng lập trình nhiều các bạn sẽ càng nắm được. Giống tình yêu cũng vậy, càng yêu nhiều các bạn sẽ càng thành thạo, và lập trình cũng vậy, càng lập trình nhiều các bạn sẽ càng nhớ được. Còn tất cả mọi lý thuyết thì chỉ là lý thuyết thôi. Thì như vậy chúng ta sẽ kết thúc cái ví dụ này tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.